bước sang tháng 7 năm 2023, tháng cầu hồn âm lịch, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, may mắn, vận hạn như thế nào? Mẹo để đón lành tránh dữ trong tháng cầu hồn. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thân thương đang theo dõi kênh Đại Phú Quý. Quý anh chị và các bạn thân mến, nhiều người quan niệm rằng siêng năng, cần cù không bằng may mắn trời ban. Có những người dù cố gắng nỗ lực rất nhiều nhưng vận may chưa đến thì cuộc sống của họ vẫn dậm chân tại chỗ, không có đột phá. Làm lụng vất vả mà chẳng thấy tiền đâu. Ngược lại, đối với những người được trời ban nhiều phúc lành, xung quanh luôn có quý nhân và các vị thần may mắn chiếu cố, thì dù làm gì cũng gặt hái được nhiều thành công, cuộc sống sung túc và giàu sang đầy đủ. Thầy Phong Thủy chỉ rõ, trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 bị hung tinh chiếu mệnh, tiểu nhân rình rập tìm cách hãm hại. Thần tài ngoảnh mặt khiến tài vận bế tắc, kiếm tiền gian nan vất vả. Mà thậm chí cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vợ chồng cũng vì kinh tế lục đục, nặng lời to tiếng với nhau. Tháng 7 âm lịch tới đây, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 phải tuyệt đối chú ý ba việc này, kẻo gặp đại hạn, tiền bạc, nhà cửa đều tiêu tán. Vậy trong tháng 7 này thì công danh, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 sẽ ra sao? Có gặp phải họa phá tài nào hay không? Hóa giải vận hạn bằng cách nào? Thì ngay bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Bước sang tháng 7 năm 2023, tháng cầu hồn âm lịch. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, may mắn, vận hạn như thế nào? Mẹo để đón lành tránh dữ trong tháng cầu hồn. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, chịu ảnh hưởng của cục diện tương hình nên vận khí thăng trầm bất ổn, đối mặt với nhiều trở lực. Có sự thay đổi về công việc, thời gian này nên tĩnh tránh động. Tài vận tăng giảm bất ổn, thứ tài có lúc khởi vượng, khi lại sa sút mạnh nên tránh các dự án đầu tư mạo hiểm nhiều rủi ro. Cần đề phòng tranh chấp, kiện tụng pháp luật. Phương diện sức khỏe về cơ bản bình ổn nhờ có nguyệt lệnh lầm đất trường sinh. Chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, đi ngủ đúng giờ, không thức quá khuya là có thể duy trì thể trạng tốt, đi lại thận trọng, chú ý lái xe an toàn. Cụ thể về phương diện tài lộc. Coi bói tử vi phương Đông, mặc dù có sao Thái Âm chủ về điền sản, đất đai chiếu mệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là tài vận ổn định trong cả tháng. Có thời điểm tài khí tăng mạnh, nhưng cũng có thời điểm nó sụt giảm đáng kể. Tránh việc thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Nhất là với những ai có tâm lý may rủi, tiến hành các trò cờ bạc, đỏ đen, đầu tư trái phép, sẽ sớm rơi vào lưới pháp luật, tiền mất tật mang. Xem tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi Ất Tỵ, việc mua bán đất cát, giao dịch bất động sản tháng này diễn ra khá thuận lợi. Bản mệnh có lộc về đất cát, mua bán với giá tranh tốt, bỏ túi không ít tiền. Có điều, theo dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng cầu hồn, vận khí lên xuống thất thường, cần tiến hành ngay khi cơ hội đến kẻo sẽ lỡ mất. Về mặt phong thủy phi tinh, bát bạch gặp cửu tử ở trung cung, vị trí chính giữa trong ngôi nhà, nơi làm việc. Chú ý dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc ở khu vực này gọn gàng. Có thể di chuyển những vật có kích thước to, nặng, gây ra tiếng ồn ào để tránh từ trường nhiễu loạn, ảnh hưởng xấu tới tài khí. Tuổi Ất Tỵ có thể đặt một quả cầu đá phong thủy ở khu vực trung tâm ngôi nhà, phòng khách. Vật phẩm phong thủy này mang tới từ trường tích cực, thu hút tài khí, giúp gia chủ gặp may mắn về tiền bạc. Về phương diện sự nghiệp, tử vi năm 2023 chịu ảnh hưởng bởi cục diện tương hình. Công việc của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 7 âm lịch này, trước thuận sau nghịch. Có lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng đến phút cuối thì mới xảy ra vấn đề, lúc đó trở tay không kịp. Công việc có khá nhiều sự thay đổi, có thể là thay đổi vị trí, chức vụ hoặc tính chất công việc.
Phúc họa chưa rõ, chỉ thấy rằng nếu bạn vui vẻ chấp nhận và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì mọi chuyện đều ổn. Xem lịch vạn niên, trong tháng có thái âm xuất hiện, mang theo vận quý nhân là nữ giới khá vượng. Nếu cầu cứu sự trợ giúp từ ai đó, bạn hãy nhờ một vài người bạn là nữ của mình. Họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh, sự nghiệp. Tháng này, các mối quan hệ xã giao bị ác hóa. Bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ. Bên cạnh đó, điềm báo tranh chấp, kiện tụng khá rõ ràng. Tuổi Ất Tỵ hết sức thận trọng. Làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm. Nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường. Về sức khỏe, nhìn chung, sức khỏe tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng này bình ổn, hầu như không phát sinh trục trặc nào quá lớn. Nguyệt lệnh lầm đất trường sinh, mang theo nguồn sinh khí tốt, có lợi cho những ai vừa mới ốm dậy hoặc trải qua cuộc phẫu thuật, sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Bản mệnh đã lớn tuổi, cần đề phòng các bệnh về xương khớp và vấn đề tiêu hóa. Đi lại chậm rãi, nhẹ nhàng, chú ý trước sau, tránh bị té ngã bất ngờ, gây chấn thương nghiêm trọng. Về tình duyên, sang tháng 7 năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, hỏa lâm trường sinh, chuyện tình cảm không có quá nhiều biến động. Nếu có cũng chỉ qua loa và sớm có cách hóa giải. Trong gia đình, mọi thứ diễn ra theo đúng dự liệu của bạn. Gia đạo yên ổn, hầu như không có xung đột hay mâu thuẫn nào lớn. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 7 âm lịch. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần đầu tháng, Thái Dương cát tinh mang đến may mắn cho người tuổi Ất Tỵ trong tuần này. Cát khí vượng, bản mệnh có thể sẽ được quý nhân trợ giúp trong khá nhiều công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Con giáp này đừng từ chối sự giúp đỡ của quý nhân, người ấy khả năng cao sẽ là nam giới. Tuần này, tài lộc của bạn cũng khá vượng, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, cho thấy con giáp này có thu nhập chính và thu nhập phụ cùng gia tăng. Thêm nữa, người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán vào cuối tuần, vì có thêm thực thần tạo cho nhiều cơ hội để thu hút tài lộc về tay. Tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ cần hết sức thận trọng trong các quyết định tài chính của mình, bởi nguy cơ mất tiền của bạn đang rất lớn. Khi có cơ hội làm ăn hứa hẹn mở ra trước mắt, bạn cần phải đánh giá xem cơ hội đó có phù hợp với sức của mình hay không. Đừng nên quá tham lam dẫn đến hành động mù quáng. Đầu tuần đã được thiên ấn nâng đỡ, con giáp này có nhiều ưu thế và sức ảnh hưởng với mọi người xung quanh. Bạn có tiếng nói hơn và giành được sự tin tưởng từ mọi người. Nhờ đó mà con giáp này cảm thấy tự tin hơn với năng lực của bản thân so với trước đây. Tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuần mới không có quá nhiều biến động đối với người tuổi Ất Tỵ. Con giáp này đang được thiên đức cát tinh trợ mệnh. Công việc có quý nhân giúp đỡ nên khó khăn dần được giải quyết, đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó. Điềm báo thăng quan tiến chức đang ở rất gần. Lúc này là cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực chuyên môn của mình. Hãy cho mọi người thấy bạn đủ tài năng để gánh vác khối lượng công việc lớn hơn. Hiện có nhiều tác động cho thấy bạn đang đi đúng hướng, hãy cố gắng phát huy hơn nữa nhé! Tài lộc trong tuần chủ yếu đến vào thời điểm đầu tuần. Càng về cuối tuần thì tài khí càng giảm sút, cơ may kiếm tiền không nhiều. Chính tài cho thấy tuổi Ất Tỵ không cần quá lo lắng, thu nhập ổn định từ công việc chính giúp bạn đủ ăn, đủ mặc. Tất nhiên là muốn giàu có thì phải chăm chỉ làm việc rồi. Tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Bước sang tuần cuối tháng, người tuổi Ất Tỵ được Thái Dương cát tinh che chở, nên vận trình có rất nhiều điểm sáng. Bản mệnh trở nên linh hoạt hơn trong công việc, nhờ đó mà tìm ra những giải pháp phù hợp, phá vỡ thế bế tắc, vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra mình đã trưởng thành hơn.
Cát tinh này cũng mang đến cho con giáp này đường nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Người khởi nghiệp làm ăn, kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn. Ấn quan xuất hiện ở giữa tuần giúp bản mệnh có thể đạt được một bước tiến lớn lao trong công việc, có cơ hội được cất nhắc. Tuy nhiên, cũng trong tuần này, người tuổi Ất Tỵ còn có điểm báo hào tài khi mà kiếp tài ngáng trở. Nếu không giữ được tỉnh táo thì rất có thể bản mệnh sẽ vướng phải cạm bẫy, tiền bạc về đến tay nhưng chẳng thể giữ nổi. Cuối cùng đánh mất tài lộc vào tay người khác. Sau đây là cẩm nang vượng vận trong tháng 7 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Khẩu quyết: tài lộc vượng phát rõ ràng nhưng cần phải cân đối thu chi để đảm bảo tài chính. Quý nhân: Sửu, Thìn. Tiểu nhân: Hợi, Dần. Màu sắc may mắn: xanh, tím. Con số may mắn: 22, 36, 58, 96. Cách hóa giải vận xui trong tháng cô hồn cho người tuổi Ất Tỵ. 1. Đốt trầm. Đốt trầm là một cách được nhiều người sử dụng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Gia chủ có thể chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài. Tốt nhất là trầm hương để xông nhà. Đốt trầm giúp cho căn nhà có mùi hương dễ chịu, thư giãn, lại giúp xua đuổi những đèn đuổi, xui xẻo. 2. Mang theo tỏi. Đây là vật mà nhiều người vẫn mang theo bên mình vì tin rằng nó có tác dụng tốt trong việc xua đuổi xui xẻo, đèn đuổi và những luồng khí không tốt. Bạn chỉ cần mang theo bên mình một chiếc túi đựng vài tép tỏi nhỏ là được. 3. Ném muối. Đây là cách hóa giải vận xui mà dân gian vẫn thường sử dụng. Bạn hãy bốc một nắm muối hạt và ném muối qua vai trái, từ trước ra sau. Mọi xui xẻo sẽ theo muối ở lại phía sau lưng. Nếu là phụ nữ, hãy nắm muối bằng tay trái, đàn ông thì nắm muối bằng tay phải. Nhất định phải ném muối qua vai trái, nếu làm ngược lại sẽ mang đến vận đen cho người thực hiện. 4. Treo gương bắt quái. Đây là cách mà nhiều gia đình đang sử dụng. Treo một tấm gương bát quái hướng ra ngoài giúp tránh các nguồn năng lượng xấu vào trong nhà. Gương bát quái được xem là một chiếc gương chiếu yêu, soi rõ các nguồn năng lượng xấu và xua đuổi những điều không tốt muốn vào nhà. 5. Làm việc thiện, nói lời dễ nghe. Một trong những cách giúp con người may mắn đó chính là làm việc thiện, suy nghĩ thiện, nói lời thiện. Có thể bỏ qua những ân oán, thị phi, không nói lời cay nghiệt, làm tổn thương người khác là một cách đơn giản để bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Việc tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ cho người khó khăn cũng giúp cải thiện tâm trạng, mang lại một cuộc sống có ý nghĩa hơn. 6. Đá phong thủy. Mỗi loại đá phong thủy có một ý nghĩa riêng và có thể đem lại may mắn cho người sử dụng. Bạn có thể đặt đá phong thủy trong nhà, trên bàn làm việc hoặc mang theo bên người để chống lại những nguồn năng lượng xấu. Đá thạch anh nói chung giúp gia tăng năng lượng tích cực. Trong khi đó, đá thạch anh tím giúp bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm khi đi xa nhà. Một số loại đá khác có tác dụng đẩy lùi năng lượng xấu, mang lại may mắn cho người sử dụng như ruby, đá mắt hổ, đá mặt trăng. Thưa quý vị, đôi khi trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi thứ dường như đang chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm chút nào nữa. Hãy cố gắng đừng bỏ cuộc và buông xuôi, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng thay đổi. Cuộc sống vốn có là như thế, và có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều đã từng trải qua một lần khó khăn, thất bại và đổ vỡ. Đứng trước những biến cố khó khăn đó, một số người nhanh chóng đầu hàng, bỏ cuộc, mất niềm tin, nhưng những người có bản lĩnh vững vàng vượt qua bằng cách này hay cách khác, vượt lên bóng đen của nghịch cảnh, bước trên con đường hạnh phúc. Điều quan trọng chính là ở thái độ, cách nhìn của chúng ta về cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống thì luôn có lúc tốt, lúc xấu, tử vi cũng vậy. Có như thế thì cuộc sống mới cân bằng, trọn vẹn. Vừa rồi, quý cô bác và anh chị đã quan tâm theo dõi hết nội dung tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ
sẽ giúp cho quý anh chị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh, sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình trong tháng cầu hồn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.